Đây, hello các bạn nhé. Đây là một chiếc cắt cỏ hai thì này. Đấy. Thì rất nhiều bác và nhiều anh chị lần đầu tiên sử dụng, hoặc chúng ta là do thay đổi các hoàn cảnh khác nhau, chúng ta quên đến cách sử dụng, hoặc lâu ngày chúng ta quên. Các cụ bảo trăm hay không bằng tay quen, có câu danh ngôn rồi nhá. Quên là thường xuyên nhá, quên là bình thường. Đấy, thì bây giờ là chiếc máy như này, hai thì. Sau khi chúng ta đổ xăng pha nhớt đúng rồi, mọi thứ đúng rồi nhá. Đúng rồi. Thì cái bước 1 đầu tiên là chúng ta xem cái khóa điện bật chưa. Chúng ta nhìn cái khóa điện này. Đây là stop và chúng ta bật lên này. Thì nhiều cái nó không có mũi tên gì cả, hoặc có mũi tên đây. Thì chúng ta bật lên là stop, ghi này là stop. Đấy, rất này là rất là khó, nhiều bác không biết này. Nó ghi mũi tên chữ stop này thôi. Đấy, thì không biết là bật lên bật xuống như nào cả. Thì ni này thì thường thường nó sẽ là bật lên là chúng ta tắt. Đấy, xuống này là on là ta mở. Đấy là tiếng Anh như vậy nhá. Đấy là bước 1. Bước thứ 2 nhá. Là đây là nó gọi là bộ chế hòa khí, là cái le gió là chúng ta phải cho hết le gió này. Hết lên như này. Đấy, hết lên này nhá. Có cái nó xuống nhưng mà thường thường nó lên là cho lên hết như này. Hết này, kịch này nhá. Đấy, sau đó chúng ta để chân ở đây như này. Đấy. Chân này. Chú ý nhá, chúng ta kéo ra này, kéo nhẹ nhẹ thôi để cho khớp nó vào nhau đã. Nó khớp vào nhau hoặc là dầu nhớt nó bôi lên trơn trên đây nhá. Đấy như này. Đấy, sau đó cho giật ba bốn cái đấy. Đấy ba bốn cái. Khi mà nó nổ bưng cái thì bắt đầu là nó nổ bưng cái thì chúng ta mới mở xuống này. Khi đã nổ rồi, bắt đầu nổ chúng ta mở xuống này. Đấy là cứ thế nó chạy nhá. Đấy, bước thứ ga là chúng ta vào ga, bóc ga này chúng ta làm việc nhá. Đấy. Thì cái 4 là cái kinh nghiệm này. Cái chiếc máy này để tầm hơn tháng rồi. Đây là một cái chị gái chị mang đến hơn tháng rồi nhá. Thì như thế này là chế hòa khí và xăng nó đã hỏng rồi. Xăng nhớt lâu ngày trong chế hòa khí nó hỏng rồi. Chúng ta đổ hết ra chúng ta hòa xăng nhớt mới để chúng ta chạy nhá. Đấy là ba cái bước các bác cứ làm như vậy nhá. Vậy là nổ được nhá. Ok các bác nhá.